vì lần tam tứ phủ tháng tiệc Long Vân Bắc Lệ đã tới, ngày tiệc đền sòng đã sang, nghệ nhân đồng thầy Trần Thị Khe con ăn cái nào vào cái đấy. Xin ra bác ghế cha mẹ ngồi làm ngôi đón tiệc. Cô Chín A Di Đà Phật. Và con xin phép cùng nha đồng đền, có lời xin phép thầy pháp, có lời xin phép thầy văn. Sau thứ trung cận về các thanh đồng đạo quan xà lao kỹ não về lân quả phúc thường cây đức cho họ Trần họ Phạm con nhất tâm. Thành bông để tạm thịt mơ hơi, thành bông
dân long nữ tự đi 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 thủy thủy dâng lên chân hương phật khởi dục thiên thượng tin chủ kiên thành đại kim đô phong thành khắc nhân thuần tự bên tam thập phương định nhân ra du biên đàn kiều tai trước nam hương tung giảng đồ đạt ma ha tam bồ hương tung giảng đồ ma ha đạt tam bồ hương tung giảng đồ chiều có lệnh truyền ra quân quan thủy bộ cùng là sư dinh mô binh to nam thành đánh đông xem băng tung tung hoành bỏ nơi bên đông cửa tiêu cửa đài cửa tiêu cửa đài bên đông cửa tiêu cửa đài cửa then cửa xuân đi ra ngoài bạch long bắc thời nam việt nam phong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
họ thường phê cho đứng mạnh tôi được. Cầu nên ước được ra chân thuận hòa một mùa vận hạc ăn qua. Vận hạn tai qua bốn mùa vận hạn tai qua dần dần an phúc thai xương ca chơi bởi quân thần phải đạo làm tôi phải đạo làm tôi quân thần phải đạo làm tôi trên thuận lòng trời dưới hẹp lòng dân cộng đồng nghiêm chỉnh ba quân. Văn sơ dâng lên thường lai có sơ dâng lên ông về tâu tôi che biên dành dành phi trong trong ý từ trương si trương phu trương quý khang linh thọ trường phi cho tướng mạnh đôi đường tướng mạnh mạnh đôi đường phi cho tướng mạnh đôi đường cầu lên đường ra chức thuận hòa bột mùa vận hạn tai qua. Quán tục tuệ nhờ chức viên dung thật nhờ như thiên nhận chiếu dị thể hoàn đồng bình pháp dưới nội bất bất dung nội sáng binh chính
ngoại cầu đâu 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 binh binh binh. Về lưng quả phúc cho nhà họ Trần, họ Phạm, tôi độ cho từ nay trở đi từ chi ứng hậu. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Hết. Ban khen cho già lao tí não. Ai của nhà. Mưu quyết thủy không không không. Cảnh tiết nàng đã I'm
về. Cho đêm nằm mê thấy ta cùng tùy ngày xuống hành liệt vị chân tay phải ra kêu thành bởi thầy. Chị cả lên anh cậu chị tòa.
chúa soi tỏa gần gần xa, soi cho con nước nở hoa một mùa, soi cho đất nước một mùa nở hoa. Thank you.
bên kim ngân sự nghiệp dựng lên qua về đông đôi che biết rành rành khi cho nhị tự thương sinh chữ phú chữ quý khang linh họ trường phê cho đứng mạnh đôi đường cầu lên ít đường giang chúc thuận hòa bốn mùa vận hạt tai qua dần dần an quốc thái xương bởi quân thần phải đạo làm tu người văn sơ dâng lên thường là có sơ dâng lên quan về tổng đôi che biết rành rành khi cho kỳ từ trường sinh nhị từ trường sinh phê cho nhị từ trường sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phi cho đứng mạnh đôi đường thiên nhớ thông phi ngai nhục nhớ ngạn phi thông pháp nhớ những gì quan tục tuệ nhớ chữ chữ biến dung thần nhớ nhớ thiên nhớ chiếu dị thể hoàn đồng thank you.
Thiên thanh thượng ngàn
dâng văn thiên thanh thượng ngà đông cung tuần qua đi giác để chứng chứng đây.
dòng phát tiếng kinh tiếng mang cỏ đường lùng lùng châu quán hòa lưu lượng lưu lô dòng trời ba tiền tỏa xa, soi tên lâu đẹp làm sao?
chợt chợt hai hoa đôi đôi lao xa sương phù trong trăng nhòa hương đồng loan thì đầy chi ngàn gió tuôn rung tây cất cao tiếng hát hòa vượt một tông ca cất cao tiếng hát cùng hoa muôn phong tuyệt đó là cảnh tiên.
Tóc Hoàng về hôm nay, thịt Tóc Hoàng về. Thân hồn thân đàm đàm nhang, phục thờ trần kinh có chữ Nam Mô. Khai quang dòng nhan thập cửa diệu hoàng về. Chữ đền trung ngã tích tăng cũng giảng kim. Phục phục hoàng thân cận thanh chúa tiên trung vương. Từ bi lần vật chúng sinh cố ngã kim. Định lễ khai quang chữ đàm duyên. Duyên hoàng về chúng quả đàn duyên buôn hoa biên chén phê cho dành dành phê cho nhị từ trường sinh. Nhị từ trường sinh phê cho nhị từ trường sinh cửa nhà phục quy thang linh thọ trường phê cho được mạch tôi đường. Dành phê cho nhị từ trường sinh. Chữ phu chữ quỳ thang linh thọ trường phê cho thúc mạnh đôi đường. Tương mạnh đôi đường phê cho thúc mạnh đôi đường. Cầu lên ước đường ra chúc thuận hòa bụt mùa thần hạt ai qua. Về đồng đôi che biến dành dành phê cho nhị từ trường sinh. Chữ phu chữ quý thang linh thọ trường phê cho thúc đôi đường. Thiên nhân thông phi ai nhục nhân phi thông tham nhân duy quán tục tuệ nhớ nhớ chữ chữ viên dung thân nhớ nhớ như thiên nhật chiếu dị thể hoàn đầu đầu quan pháp giới đầu.
dâng câu thiết bà chúc lời huệ phong chúc chén ô long kim hội quỳ tiền chuộc ngã chén trà ô long tay tay cô đơn đơn bình bình ngọc tiền đơn đơn ông che trà thật tiên trên bảo.
chân vũ gặp tiên là người tiên mà là thanh họ chân là đệ tử là có duyên có duyên đã nhiều nợ nhiều Thank you.
mừng trên cha thương dâng quan hoang bảy ngày trước trước một đôi ta tuần ông bảy ngày từ danh nhân cho bỏ lúc phóng trần vì nó lấy chữ Di Đà là cả ông mới tâu qua quan nam đảo cùng qua bắc đầu số chân chân ra lào âu chép biên họ trần nghi ông là người hiếu thuận thảo hiền tu tâm cùng là tinh 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 ông bảy chép biên cho rõ đã lên đấng cầm tân đầy mừng ông lấy chữ tội chữ đức ba cân đừng có ai khoe tròn vẹn muôn phần chữ đức kia mà đã kèm thì ông bảy cần sao cho bằng thì tôi phải mà lưới trời răng khắp nhân gian hai nhân hai khuôn đường thoát thân đừng có ai khoe mình trọn vẹn muôn phần chứ đức kia mà đã kèm thì ông bảy cần sao cho bằng nghe ông bảy ra ông cho nước tiên đầy hết bụi chân thanh ma cao rồi lại mười phần đi bảy ngày về độ trì ngày chức tâm thủ mãn hội đồng với lệnh hoàng sai thủ mãn hội đồng mười hai cái cô thủ mãn giúp ông bảy hoàng vì bảo hà xong quyến xưa cô cần bầu trong đi đi xong quyến ca chi chi riêng hầu trong thoảng ngàn tiếng
chạm soi ngay chín riêng ta nước Thank you.
tình ta. Cho chim hót hoa cười, quạt cho mát ruồi, mê tâm lòng người chợt đi ra đi. Đã bước tới đầu chân cô, chân cô đã bước tới đầu, gieo mầm nhân nghĩa đôi cầu vinh hoa. Thank you.